chưa thì hôm nay chúng ta tiếp tục ta làm và các bạn sẽ làm nhanh. Rồi xem như là cái đề số 2 này này. Trong cái phần Word thì đối với lại cái phần text mà để chia cột thì phần lớn các cái đề đều có cái đoạn chia cột này, các bạn sẽ làm theo quy trình. Hãy nhắc lại một tí, đó là các bạn sử dụng cái dữ liệu đính kèm đây. Đối với cái nội dung đầu tiên thì các bạn bold đen và lưu ý đây, nếu chúng ta kéo thì nó sẽ xuống như phía dưới này. Còn nếu mà chúng ta xác định vừa đủ, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. Lưu ý cái điểm này thì khi chúng ta thao tác bất kỳ cái thao tác nào ở trên cái đoạn văn bản nó cũng đều chính xác, nó không có bị lỗi, không có thao tác thừa và nó cũng sẽ không có ảnh hưởng đến các cái định dạng của những cái nội dung phía sau. Tới đây chúng ta sẽ chia cột, sau đó chúng ta tiếp tục chúng ta định dạng cho cái phần drop cap. Cái phần ở dưới này đó là số thứ tự tự động thì cái phần này thầy sẽ nói qua một tí. Đây, số thứ tự tự động, nếu cấu trúc của cái này là riêng thì các bạn sẽ chọn cái phần number ở đây nhá. Number riêng, trong numbering này chúng ta sẽ đi chọn thứ tự. Các bạn để ý ở đây này, cái khoảng cách cái vị trí này này, có lúc nó nằm ở ngoài đây, có lúc nó nằm ở trong này và có lúc cái khoảng cách này nó khác nhau, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ quan tâm tới cái vị trí này đấy để chúng ta điều chỉnh. Ví dụ nếu bây giờ thầy muốn đưa vào trong này, các bạn nắm cái tab để các bạn kéo điều chỉnh, đúng không ạ? Đó, đây là thu hẹp cái khoảng cách giữa cái text với lại cái số tự động. Đó, chúng ta có thể làm thêm một vài cái động tác gì đó, vâng vâng ví dụ thậm chí chúng ta sẽ này, phía dưới này là những cái paragraph đã được enter theo từng dòng thì chúng ta sẽ chọn cái số tự động. Nếu chúng ta chọn bất kỳ một mẫu nó có sẵn ở trong cái tự động này thì nó sẽ ra thế này. Nếu gặp phải một cái mẫu khác, ví dụ như chữ A cộng này, đúng không ạ? Thì ở đây trong cái thư viện chúng ta đang có, trong thư viện đang có, chúng ta phải làm gì? Để hướng dẫn cái này nha. Các bạn để ý này, chúng ta sẽ chọn cái thứ hai từ dưới lên, định nghĩa một cái định dạng mới. Chúng ta định nghĩa số tự động theo định dạng mới. Đấy, các bạn sẽ chọn 1, 2, 3, đúng không? Sau cái số này chúng ta sẽ thêm một cái ký tự bất kỳ ở trên bàn phím. Nếu cái mẫu đề mà yêu cầu cái dạng gì thì chúng ta có thể nhập. Nếu chúng ta nhập ở đây phần trăm, xuống này phần trăm, chúng ta nhập ở đây A cộng, ra cộng. Đấy, chúng ta nhập bất kỳ ký tự nào. Đương nhiên là nó chưa có trong cái thư viện, còn nếu có chúng ta chọn ngay. Ví dụ thì ngay lập tức chúng ta sẽ có được cái thứ tự tự động này. Này các bạn lưu ý nha. Quay trở lại như lúc nãy, chúng ta muốn điều chỉnh gì thì chúng ta sẽ sử dụng cái tab ở trên này, điều chỉnh cho đồng loạt thì chúng ta lại điều chỉnh ở đây, đúng không ạ? Ví dụ còn cái này là cái màu sắc thôi, cái màu sắc thì chúng ta có thể là lựa chọn cái màu sắc trong này, định nghĩa cái phông, trong phông này nó có cái color. Ví dụ chúng ta muốn chọn hoặc là chúng viết khoa, viết thường, là thêm các cái hiệu ứng trong cái phần phông này. Đây, ví dụ như thế. Rồi còn lại thì hiệu ứng hình cũng như là các cái mẫu này hôm qua chúng ta đã làm rồi. Nhớ lưu lại. Các bạn có 5 phút để các bạn hoàn thiện cái phần Word giúp cho thầy nha. Củng cố lại cái phần Word. Bạn nào thấy ok hết rồi thì chúng ta tiếp tục chúng ta chuyển sang phần Excel. Phải có 5 phút để cho các bạn làm và các bạn có cái câu hỏi, có cái yêu cầu là có cái tương tác gì thì nhờ các bạn trao đổi giúp thầy ạ. À.
Tương tự bạn nào xong phần quật thì tiếp tục chúng ta chuyển sang chúng ta làm phần Excel nha. Đối với đề Excel này chúng ta cũng chỉ có 5 phút để chúng ta làm nhanh. Nếu mà bạn nào mà đã hiểu, đã nắm được các cái hàm thì chúng ta chỉ cần 5 phút là chúng ta hoàn thiện cái bài này. Mời bạn Đức Cường. Alo, bạn Đức Cường làm đề số 2 cho bạn Đức Cường ơi. Đỗ Thị Tường Vi. Alo, mời bạn Tường Vi. Mời bạn Thanh Hậu. Đi đâu hết rồi, tương tác mà các bạn không thấy các bạn nào bật mic nha. Mời bạn Đỗ Thị Tường Vi. Alo. Từ Mỹ Tâm. Rồi nói đi em Vi. Còn Excel của cái đề số 2 làm chưa Vy ơi? Được rồi ạ. À, được rồi à, ok thì, cảm ơn em. Nếu các bạn mà không có câu hỏi, không có trao đổi gì thì xem như là chúng ta làm ok rồi nhé. À, thầy chỉ hỏi một vài bạn thôi, nếu bạn nào mà có cái câu hỏi hoặc là chúng ta chậm để thầy biết chưa. Rồi phần thứ ba thầy không giải thích ở cái đề số 2 này, bởi vì nó cũng giống như là những cái đề trước đây mà các bạn đã thực hành rồi. Đấy, các bạn sẽ gặp lại thì cùng dạng là các bạn sẽ làm ngay. Ví dụ đề số 3, thầy nói lại cái phần slide master một tí, sau đó là những cái yêu cầu định dạng này. Ví dụ từ một bài thi chúng ta tạo ra số danh. Nhắc lại slide master các bạn này. Chúng ta sẽ xác định là trong slide master chúng ta làm cái gì. Trên này. Tiêu đề. Thông tin này. Đấy, đấy là mặc định luôn. Nhanh nhất là chúng ta làm xử lý những cái vấn đề cơ bản nhất ở trong cái slide master. Sau đó ra ngoài chúng ta mới điền các cái nội dung, hình ảnh, đối tượng số A, nhập nội dung tiêu đề, vân vân. Thì đó là cái cách mà chúng ta triển khai trong slide master. À, các bạn vào trong view, thầy nói lại slide master nha. Slide master các bạn nên lưu ý là chúng ta kéo lên trên để chúng ta làm cho cái slide đầu tiên này. À, còn đối với lại PowerPoint thì người ta cho phép cái trình tự slide đối với Microsoft PowerPoint thì người ta cho phép là chúng ta sẽ làm ở cái slide thứ hai trong slide master để làm cho cái trang bìa, sau đó đến slide thứ ba chúng ta định dạng, và các slide này chúng ta định dạng cái layout riêng. Tuy nhiên theo thầy thì để cho nó nhanh, chúng ta cứ định dạng trên cái slide đầu tiên này thì nó sẽ giống nhau tất cả. Định dạng này. Đấy, thầy làm nhanh này, chọn hình ảnh đi tìm
đúng không? Đối với cái đề này thì chúng ta sẽ chọn cái màu họ có sẵn. Ở đâu rồi? Cái này đây, chúng ta không cần chọn mà chúng ta chọn vào trong cái thêm này. Đây các bạn xem, nó có hình như nó có cái mẫu có sẵn ở đây. Ví dụ chúng ta quan sát, chúng ta chọn. Nếu chúng ta vào trong hình chúng ta không thấy có cái mẫu nó giống với lại cái này, chúng ta có thể quay trở lại chọn cái thêm này, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng chọn hình và chọn màu. Các bạn kích chuột vào trong cái khung tiêu đề để chúng ta định dạng cho nó giống cái mẫu này nhá. Chọn phông tham đi Roman mặc định, chọn màu sắc, ví dụ chế độ đậm nhạt vân vân, thì chúng ta đã có được cái mẫu cho tiêu đề. Cái thông tin này chúng ta chọn insert picture footer bên này các bạn, click vào xong vào tên thí sinh, chúng ta chọn màu để cho nó rõ nha. Ok, xong ba việc cơ bản chúng ta sẽ thấy nó giống nhau đây, và chúng ta đóng lại ra ngoài ngay. Đấy, nếu mà các bạn ở trong Slide Master nào mà các bạn thiết kế nội dung thì ra ngoài nó cũng sẽ hiển thị cái nội dung này, chúng ta sẽ không đúng với cái yêu cầu. Đó, quay trở lại chúng ta thay đổi cái này của cái này, đúng không? Rất là đơn giản. Rồi các bạn tiếp tục, các bạn hoàn thiện. Thầy ơi, cho em hỏi cái là cái yêu cầu ba và bóng của ba bôn em chưa làm được, thầy hướng dẫn giúp em được không ạ? À, cái yêu cầu đó hả? Rồi ok, à, thầy sẽ nói ngay. Đúng rồi, cái chỗ nào mà chưa rõ các bạn cứ hỏi liền. Bạn nhớ là cái thư mục này, à, trong quá trình đi thi có cái này cũng rất là quan trọng. Các bạn xem thử là cái đề chúng ta tải về chúng ta đặt ở đâu, cái vị trí nào trên ngôi đề, để chúng ta đi tìm chỉ định cái hình lần đầu tiên á cho nó nhanh. Đúng không? Ok, à, cái yêu cầu ở đây thì chúng ta tiếp tục chúng ta thiết kế, và cái yêu cầu ở đây là 3 và 4 tạo nút action button tại slide 2 và 3 và tạo cái liên kết về slide kế trước. Đây các bạn, trong nút thì các bạn ấy nè, chúng ta chọn insert. Trong cái tab insert này nó sẽ có nhiều cái kiểu vẽ. Một là chúng ta có thể vẽ một cái nút ở đây, bất kỳ cái hình gì chúng ta cũng tạo được liên kết. Hai là chúng ta kéo xuống dưới này, chúng ta có cái action button. Nha, action button. Thế thì chúng ta chọn một cái nút liên kết, à, nút ngược return. Chúng ta có thể chọn nút khác. Bạn vẽ ra đây, hôm qua thầy có vẽ cái nút home hả, thấy không? Đây thì khi mà chúng ta vẽ xong cái này nó tự động hiển thị cái chỗ này, bản chất của nó là hyperlink thôi các bạn. Hyperlink thì chúng ta sẽ xác định rằng là cái slide kế trước là previous, thì còn nếu mà nói là slide đầu tiên là first, slide cuối cùng là last, slide kế tiếp là next, còn cái này là kế trước. Ok xong, copy Ctrl C Ctrl V, chúng ta có hai cái nút theo yêu cầu này. Các rồi bạn xem lại nha, luôn đi em. Định dạng chế độ lặp trong khi trình chiếu. Rồi đối với lại cái slide này này thì khi mà chúng ta chọn chế độ trình chiếu là sau slide sau này, trên cái tab slide sau các bạn để ý nhé, trong cái sau option setup slide sau thì ở đây chúng ta có một cái mục là sau option này chúng ta sẽ có là tích vào trong cái hộp họa này này, nó cho phép chúng ta là lặp, tức là tự động nó lặp
cho đến khi mà chúng ta nhấn một phím thoát cái này, chúng ta chỉ cần tích vào đây. Ok, đối với cái tác dụng này có nghĩa là gì? Khi chúng ta chọn trên slide, chúng ta chọn một cái hiệu ứng tự động thời gian 2 giây chẳng hạn, thì ngay lập tức nó sẽ cái cuối, nó tự động nó quay trở về đầu, không ạ? Sẽ lật, các bạn thấy không? Do chúng ta không có làm nội dung nên thấy nó giống nhau thì chúng ta không thấy được cái sự khác biệt giữa hai slide 2 và 3. Còn nếu ở đây mà chúng ta tạo ra cái ví dụ, chúng ta hoàn toàn có thể nhập nội dung vào trong những cái khung có sẵn này. Ok. Định dạng hiệu ứng hoạt động cho từng cái đối tượng hoặc là từng shape ở trong Smart Art. Thì đối với lại Smart Art thì chúng ta chỉ cần là chúng ta chọn animation và chúng ta chọn hiệu ứng ở đây. Nhớ là chúng ta chọn bất kỳ hiệu ứng nào trong này, không chọn cái này là được nhé. Rồi nhớ là sau khi thiết kế lưu lại đây, đóng lại trước khi đọc bài. Một cái chúng ta sẽ làm nhanh, nếu mà thời gian còn thì chúng ta kiểm tra, chúng ta hoàn thiện cho nó đẹp hơn, phải làm đúng làm đủ trước. Rồi ok, mời các bạn tiếp theo. Các bạn có hỏi nào không ạ? Bạn nào ok rồi tiếp tục qua đề số 3 nha. Lượt qua đề số 3 nó có cái dạng gì? Màu sắc thôi. Nếu ở đây chúng ta thấy cái hiệu ứng này, chúng ta cũng nên chọn một cái hiệu ứng cho cái tiêu đề này, còn màu sắc không quan trọng, có thể là cái hiệu ứng 3D. Số thứ tự và ký hiệu tự động hồi nãy chúng ta đã nói rồi. Lưu ý định dạng cho các cái đường kẻ nét đứt, nét đôi hay là các cái đường nét ở trong cái bảng table này. Cái việc mà tạo nền cho cái header của cái bảng cũng là một vấn đề. Không biết là có bạn nào gặp lỗi cái này không? Màu đen vừa đủ, đúng không ạ? Lỗi là chúng ta sẽ chọn cái thumbnail Roman trước. Nên như thế. Bạn ví dụ chúng ta muốn màu đen cho cái dòng đầu tiên này, thì chúng ta phải làm gì? Tô mặt. Trong trường hợp mà chỗ nào nó bị lỗi á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ này, Clear on formatting, à, xóa ban đầu đi để sau đó chúng ta định dạng lại. Vâng vâng chúng ta sẽ được cái bảng rất là nhanh. Có thể là những cái bài sale nó cũng có vấn đề gì khó các bạn. Khi các bạn gặp
căn cứ ký tự đầu hay ký tự cuối như thế nào thì các bạn sẽ dựa vào trong cái hàm tham chiếu. Nhìn vào một cái bài toán hay là một cái đề yêu cầu là chúng ta sẽ thấy cái gì ạ? Nhớ là xác định cái sự tương quan giữa cái bảng dữ liệu này với là cái bảng ở trên này, cái yêu cầu của chúng ta là tên hàng thì dưới này nó cũng có tên hàng đúng không? Đấy. Tên hàng này nó sẽ tham chiếu theo cái chiều dọc, cái mã này nó cũng chạy xuống, cho nên chúng ta xác định ở đây là VLOOKUP. Còn nếu nó chạy theo chiều ngang như hôm vừa rồi thì chúng ta sử dụng HLOOKUP. Và dựa vào ký tự nào, T một ký tự thì ở đây nó sẽ là ký tự đầu tiên. À, trong đề nó có chi tiết nhưng mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy liền. Đơn giá tương tự chúng ta cũng dùng giống như câu ở trên, à, tuy nhiên là có thêm cái hàm if nữa. Nếu đơn hàng có số lượng từ 5 kg trở lên thì sẽ được giảm 10% giá. Và thầy sẽ thực hành trên cái đề số hạ số 3 này. Lookup nhanh chóng nha. Nhớ nè, lookup value là cái gì? Là cái chữ T này so sánh với chữ T này, chứ nếu chúng ta chọn ở đây thì A3 này nó không có ý nghĩa gì với cái hàng này. Đúng không? Mà nó phải là lép. Cái này các bạn phải làm cho được nha. A3 là do chúng ta không chỉ định được. Hết tham số thứ nhất gặp dấu phải vùng tham chiếu. Các bạn quét tên này cũng được, miễn là các bạn phải quét cái hàm cọc đầu tiên này. F4 1 2 cọc thứ nhất, cọc thứ hai, cọc thứ ba. Đây chúng ta cần lấy cái giá trị ở cọc thứ hai này. Nhớ là số 0. Không biết có bạn nào quên vì sao số 0 không? Rồi, câu này là phải làm cho được, chắc chắn là phải làm được các bạn nha. Câu thứ hai này. Điền đơn giá căn cứ vào tên hàng và tra cứu bảng 2 cũng tương tự tên hàng đây, tên hàng có sẵn đây rồi, chúng ta không nhấp left arena mà chúng ta chỉ định luôn cái ô chứa cái tên này, và đương nhiên chỗ này chúng ta không quét ở đây mà chúng ta phải quét từ từ đây. Tại sao ạ? À? Chỗ này tại sao có bạn nào hiểu ra tại sao không quét từ bên này mà quét từ đây các bạn? Mời bạn Minh Khuê. Alo, mời bạn Minh Khuê. Khuê đâu rồi? Chỗ này tại sao thầy không quét từ đây mà thầy quét ở đây ạ? À? Quét từ đây. Bởi vì cái so sánh đầu tiên của chúng ta là so sánh ô này chứa đựng cái từ này, nó sẽ tương ứng với lại những cái từ ở trong cái cột này. Cho nên chúng ta lấy cái này làm số 1, cái này làm số 2 thì chúng ta bắt đầu phải quét từ từ đây nhá. Từ đây. Và tương tự chúng ta cũng tém ra số cột thứ hai so sánh ký tự. Sau đó đọc cái đoạn này. Đơn hàng có số lượng từ 5 kg trở lên thì sẽ được giảm 10% đơn giá. Đó. Đơn hàng có nghĩa là cái gì? Nó tại cái số mà chúng ta, tại cái ô mà chúng ta đang tham chiếu này. Cái đơn giá này là giá bình thường. Bây giờ nhân với cái điều kiện. À, nhân với điều kiện có nghĩa là nếu. Nếu cái gì ạ? À? Nếu số lượng lớn hơn bằng 5. Như là đơn hàng có số lượng 5 kg trở lên thì cái gì đây, option cuối cùng giảm 10% đơn giá. Tại sao các bạn giảm 10% là nhân với 100% trừ cho
10%, chỗ này sẽ là còn 90%. Nhớ nha, ngược lại không được giảm thì nhân với lại 100%, 100% là bằng 1. Đặt dấu hỏi chỗ này, tại sao lại 90, tại sao là 1, à, 0,9 cũng được, 1 cũng được, 100% cũng được. Điều kiện khóa cái điều kiện này thì được giảm là chỉ tính 9% thôi. Chúng ta được khuyến mãi là chúng ta chỉ tính 9% bởi vì được giảm 10%. Còn nếu mà đề cho chỗ này là giảm 20% thì chỗ này chúng ta còn 80. Đề cho 15% chỗ này chúng ta còn 85. À, và không thỏa mãn thì đương nhiên là nhân với chính nó. Chính nó có nghĩa là chính cái đoạn này là không được giảm. Chỗ này bằng 1 là nhân với chính nó. Đúng không các bạn? Đó. Nó thì như thế này nhưng mà các bạn phải hiểu và các bạn làm. Ok, thầy chiếu cái câu thứ hai này. Tiếp tục các bạn làm tiếp các cái câu còn lại các bạn, câu đơn giản này cố gắng là phải làm cho chắc. Thống kê, à, câu thống kê tổng số tiền bán theo từng loại quả. Thống kê là dùng hàm gì các bạn nha? M bằng căn thì xung tình. Alo, mà xung tình. Tình có mic trong em. Mời Khánh ngăn. Nhờ thống kê là dùng số bếp mà thầy. Submit. Submit là thống kê cái gì em? Nói luôn em. Submit là dùng để thống kê, thường là thống kê cái gì? Là mình cộng các cái số lại đúng không? Dạ đúng. Rồi cộng các số lại. Còn em có biết how if không? Có dùng how if bao giờ chưa? How if cũng là một loại dạng hàm để thống kê nhưng mà nó là đếm đếm số lượng. À, thầy sẽ đây, thầy sẽ nói cái chỗ này cho một số bạn. Rồi, cảm ơn em nha. Đối với cái câu cuối cùng này, ví dụ thống kê có thì chúng ta phải đâu rồi, ở đây thống kê tổng số tiền chúng ta khuyến mãi trước ra, thầy làm luôn cái này. Khuyến mãi nếu hàng là xoài hoặc táo thì được khuyến mãi thêm 5% giá. Cái này chắc các bạn làm bằng if nha. If của cái tên hàng này mà bằng xoài, xoài hoặc táo
hay là và táo. Đấy. Ở đây này chúng ta để ý này, hoặc có nghĩa là gặp xoài cũng thỏa mãn điều kiện mà táo cũng thỏa mãn điều kiện, cho nên là chúng ta sử dụng cái hàm hàm o phía trước này. Đưa hàm o ra phía trước. Sau cái dấu phải này, chúng ta sẽ là D3 bằng táo đóng ngoặc cái điều kiện thì đó là thêm 5%, đương nhiên là 5% của cái gì, cái này không phải trăm trừ nữa mà 5% nhân với cái gì các bạn, đấy. Nhân với cái số lượng mà chúng ta có hoặc là khuyến mãi, nếu không rõ chúng ta đọc lại công thức này, 5% đơn giá chứ không phải là số lượng. 5% đơn giá có nghĩa là chúng ta sẽ chọn cái đơn giá ở D, D3. Ngược lại thì sao? Chưa hết câu. Ngược lại thì sẽ là ấy chỗ này nha. Bạn nào nhắc chụp thầy. Nếu mà không thỏa điều kiện mà được khuyến mãi thì sao các bạn? Trả về không nhé. Nó khác với lại cái chỗ hồi nãy mà nếu mà chúng ta mà tính trực tiếp đơn giá, mà đơn giá trực tiếp vào thành tiền, đơn giá trực tiếp vào trong cái giá trị á, thì chúng ta sẽ lấy 100%, chúng ta trừ đi cái số phần trăm được giảm là chỉ còn lại tính cho cái phần trăm sau khi đã được giảm rồi, nên chúng ta lấy trăm chúng ta trừ cho cái số phần trăm giảm. Còn ở đây tính khuyến mãi, chúng ta không nhầm lẫn ra này, tính khuyến mãi thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị chúng ta nhân với cái, chúng ta nhân với lại cái phần trăm được khuyến mãi nhân trực tiếp đó, và trả về kết quả nó là không, bên kia thì trả về là một là chính đó, bên này trả về là không là cộng thêm không, còn bên kia nhân là nhân với một, chứ nếu các bạn mà nhân không là nó sai. Khi các bạn enter một cái câu lệnh mà chúng ta nhìn thấy cái biểu tượng này thì đây là khuyến cáo, cho nên chúng ta cứ enter tiếp tục là nó thiếu cái dấu ngoặc ở đây, nó tự động nó thêm một cái nữa. Còn nếu mà chúng ta gặp phải một cái tam giác màu vàng thì chỗ này nó bị lỗi, nó bị lỗi đúng không ạ, không có, đây là không thỏa điều kiện khuyến mãi, chứ nếu các bạn mà nhân một là sai mất nha. Thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá trừ khuyến mãi tổng cộng gì đấy đúng không ạ, số lượng trừ là đơn giá trừ cho nhân số lượng, đúng không các bạn? Trước mắt là chúng ta xác nhân chia trước cộng trừ sau, do đó là cái chỗ này chúng ta phải đóng ngoặc, chứ nếu bạn nào quay một cái ngoặc này là các bạn sẽ bị sai ngay nha, quay ngoặc sai ngay, cho nên là các bạn phải đóng ngoặc ở cái dấu trừ dấu cộng. Đấy, lưu ý gì nữa không biết, cứ theo bám theo yêu cầu này chúng ta làm. Rồi, tới đây là hết rồi, tính tổng số lượng khuyến mãi thành tiền định dạng tiền theo Việt Nam đồng rồi, không biết các bạn nào quay cái chỗ thành tiền hay không. Thống kê tổng số tiền bán, thế thì chúng ta phải tính ra cái tổng số tiền này rồi chúng ta mới có cái giá trị thống kê ở đây bằng sum if sẵn đây các bạn. Cú pháp này để phân tích cái sum if này, ren cái điều kiện, sau đó là cái vùng sum ren, cái vùng mũ cộng. Thế đầu tiên chúng ta xác định là cái này trước, cái điều kiện của chúng ta là gì, chúng ta phải chọn trước. Điều kiện trong cái đề này nó là gì? Theo từng loại quả. Cái điều kiện của chúng ta là theo cái loại quả, chúng ta phải xác định là cái loại quả của chúng ta ở đây là tanh hà. Đúng không? Đấy. Do đó chúng ta mới chọn cái range đầu tiên này, nó sẽ là cái vùng chứa đựng cái tanh hà này. Chứ không phải là vô là chúng ta xác định cái range trước các bạn nha, mà chúng ta phải xác định cái criteria này, điều kiện trước này. Đấy, sau đó chúng ta xác định cái này. Còn nếu mà chúng ta chọn sai cái cọc nào mà chúng ta chỉ định đây, nó cũng không thể so sánh được. Vùng tham chiếu sẽ là cái vùng chứa đựng cái số tiền cộng, và đương nhiên ở đây chúng ta phải
F4. Đấy, xong cú pháp. Trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng sum. À, nếu cái đề này đổi lại một tí, chúng ta sẽ thống kê tổng số lượng theo từng loạt quả. Thế thì lúc này số lượng theo từng loạt quả chúng ta không có sum này nữa, mà chúng ta sum số lượng cộng F4 ra kết quả khác. Đúng không? Chúng ta sum là chúng ta cộng lại các cái số lượng, có nghĩa là gì? Bản chất của câu lệnh nè, đi tìm thấy cái chỗ nào có cái chữ này giống nhau ở trong cái cục này này, thì nó cộng hai cái này lại này, là chín này. Tương tự với này nó cũng cộng hai cái này lại này. Đó. Dưa này nó sẽ cộng hai cái này lại này, không có một mình nó thôi, thì cho nên nó lấy cái số này bằng bằng năm. À, ví dụ bưởi, bưởi thì nó cộng cái ô này 6 cộng với bưởi 3 9 vân vân. Sum if là như thế. Nếu trong trường hợp cái đề này mà đổi lại một cái nữa là chúng ta thống kê số đơn hàng đã bán hay là thống kê số giao dịch. À, đơn hàng có nghĩa là như thế này các bạn, đây là một đơn, đây là hai đơn, đếm từng cái hàng một, ba, bốn, vân vân, đúng không? Chúng ta đếm cái đơn hàng có nghĩa rằng là chúng ta sẽ dùng, rồi để thầy chỉnh cái này một tí. Khi mà các bạn nhập cái lệnh mà nó hay bị khuất, nó hay bị chạy tràn qua bên phía trái này, thì chúng ta lưu ý này, chúng ta chọn cái phần canh trái đi. Khi chúng ta gõ một cái lệnh, đúng không? Chúng ta gõ một cái lệnh thì nó sẽ đẩy qua phía bên if là đếm các bạn nhé. Chúng ta có call if. Cú pháp call if là gì? Đơn giản hơn. Range và criteria. Chúng ta xác định cái điều kiện của chúng ta đó là gì? Là tên hàng, do đó chúng ta quét cái tên hàng này F4 để chúng ta kéo nó không có chạy. Và sau đó chúng ta chọn. Thế thì đơn giản là nó tìm là gì? Trong toàn bộ cái đơn hàng này có bao nhiêu cái từ này, có bao nhiêu ký tự nó giống với là cái từ này. Đó. Dưa thì có một thôi, bưởi hai, xoài hai, vân vân. Đó là cái cách mà chúng ta sử dụng hàm thống kê. Trong cái phần cơ bản này nó chỉ giới hạn sử dụng thông dụng hai cái hàm sum if và call if thôi. Đó. Còn lại thì đôi khi những cái bài nó khó hơn là call if x, sum if x, nhiều điều kiện hơn. Cơ bản thì chúng ta chỉ cần nhớ đơn giản đó. Ok. Rồi, đây cũng chỉ là thiết kế và chúng ta sẽ trả lời những cái yêu cầu này. Có gì khác? Định dạng, kiểu xếp cho tiêu đề. Cái này hôm trước chúng ta có cái slide master để chúng ta chọn một kiểu animation ở trong slide master cho tiêu đề rồi. Tạo nút home thì giống như cái nút vừa rồi. Chỉ qua là liên kết về slide đầu hay là slide kế trước, slide tiếp theo thôi. Lập. Chỗ này nó bị sai cái đâu. Lập khi trình chiếu chúng ta chọn option nhé. Mời các bạn đặt câu hỏi. Võ Văn Như Hoàng. Dạ em làm được rồi thầy, em không có câu hỏi gì đâu. Ok, cảm ơn em. Mời bạn Y Đức. À, boss. Alo. Em Dạ, có em ạ. làm được không em? Excel làm được không? Dạ, được ạ. À, ok hết đúng không? Ủa, đó thì các Dạ, bạn vâng. tốt quá rồi. À, đề này có thấy dễ quá đúng không? Thế thì phải thi cho được 8 9 điểm nha. Ok, cảm ơn các bạn. Rồi, tiếp tục. Các bạn còn lại thầy không hỏi thì có nghĩa là các bạn sẽ làm tốt rồi. Đề này chúng ta đã gặp ở trong cái đầu tiên rồi. Có cái bài nào khác biệt Excel nó cũng giống giống à. Các bạn để ý nè, thầy 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 nói kinh nghiệm nè.
khi chúng ta chưa đọc đề chúng ta nhìn lên chúng ta thấy nè, bao giờ cái đơn giá nó có loại một loại hai thì chúng ta nghĩ đến cái gì. Đây, các bạn phải 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 cái hình dung trước cho nó dễ. Chúng ta thấy nó có hai cái hàng số như thế này này, hoặc là hai cột số song song nhau này, thì một cái loại sản phẩm này nó sẽ có hai cái giá, một là cái giá thứ nhất, hai là cái giá thứ hai. Thế thì chúng ta muốn lấy cái giá nào thì chúng ta phải phụ thuộc vào một cái ký tự nào đó nằm trong cái mã số, hoặc là phụ thuộc vào một cái tên nào đó. Cho nên chúng ta phải xác định rằng là cái hàm đầu tiên á, mà để lấy được cái đơn giá này á, thì chúng ta phải lấy ở dưới này đưa lên và dùng hàm tham chiếu V lô cấp hoặc H lô cấp trong trường hợp hàng ngang này chúng ta sử dụng H lô cấp. Rồi sau đó chúng ta mới kết hợp cái H lô cấp này tại cái vị trí column index number hoặc là row index number đó, chúng ta mới đưa cái hàm if vào. Nếu ký tự cuối nhìn vào đây chúng ta thấy ngay bằng 2 thì nó sẽ chọn cái hàng là hàng thứ thứ ba. Ngược lại không có bằng 2 thì bằng một thì chọn hàng thứ hai. Hoặc là nếu bằng một thì chọn hàng thứ hai, ngược lại chọn hàng thứ ba. Tại sao lại như thế? Bởi vì chúng ta quét cái VLOOKUP là chúng ta sẽ quét từ đây. Nếu chúng ta đã có cái tên sản phẩm so khớp ở đây. Đấy. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta so với lại ký tự X đầu tiên này thì chúng ta phải quét từ đây. Cái này thì chúng ta lại phải định nghĩa đây là một, hàng là thứ hai bỏ qua, liên quan tới con số thứ ba thứ bốn. Có nghĩa rằng nếu mà bằng một thì chọn giá trị tại hàng thứ hai tương ứng với lại cái cột mà chứa đựng đúng cái này này, à, đúng cái loại tên này này. Ngược lại không phải bằng một thì bằng hai, bằng hai thì chọn hàng thứ thứ tư. À, các bạn sẽ thay thế cái column index number vào bằng cái hàm if đó, các bạn sẽ có ngay. Nhìn qua là chúng ta xác định cái câu khó trong này, và đương nhiên những cái câu kia thì chúng ta làm như nó mới nhanh được các bạn. Còn sắp xếp vẽ đồ thị thì không có vấn đề gì đâu. Khuyến mãi. Ok. Giống như câu vừa rồi. Rồi các bạn làm lại cái đề thứ ba đi. Để thời gian các bạn làm, sau đó các bạn cần gì các bạn trao đổi. Thầy cũng nói hết những cái thực ra nó dễ thôi, nhưng mà thầy nói để cho các bạn làm nhanh hơn thôi. Thấy bạn nào trao đổi gì à? Có câu hỏi nào các bạn? Dễ quá hả? Bạn nào cũng làm ok hết. Dạ, thầy hướng dẫn câu 5 phần PowerPoint này. À, câu 5 bao bòi. Nút home liên kết về slide đầu tiên phải không em? Dạ Câu dạ 5 đúng này phải không bạn ơi? Mới hỏi đúng không em? Dạ Chỉ đọc dạ lại đúng rồi thầy. nha. Đang luôn cho nhanh nha. Thực ra thầy để đáp án là để cũng gửi luôn cho các bạn thôi, chứ còn các bạn cứ tự làm chứ con không nên xem đáp án gì trước. À, chỗ nào quen thì chúng ta mới ra lại. À, lập có nghĩa là gì? Nó sẽ lập hết cái slide này đến slide này, hết đến slide này. Thông thường nó dừng lại. Còn nếu chúng ta chọn chế độ lập thì nó sẽ tự động nó chuyển về slide đầu tiên. Chúng ta chọn chế độ slide sau này, sau sinh này chúng ta chọn ở đây. Nãy chắc là em chưa theo dõi kịp chỗ này, nãy có hướng dẫn cho bạn nào đó đây, chọn cái sau option này nha, chúng ta tích vào trong ô này,
Và đương nhiên chỗ này nó sẽ liên quan tới cái đoạn là slice, cái slicing ở đây này, một giai hai giai hai n giai chỗ này. Một cái nữa là nút home để liên kết. Nút home là cái nút như thế nào, ở trong này nó không có câu hỏi nhưng mà trong này không có, thì chúng ta thiết kế này, insert shape, chúng ta thấy cái nút home là cái nút cái hình ngôi nhà này, chúng ta vẽ một là chúng ta chọn ở đây và đưa về slide đầu tiên. Ok, hoặc nếu chúng ta không tìm được cái nút này thì các bạn có thể vẽ một cái nút bất kỳ đấy, các bạn có thể vẽ ở đây ví dụ như thế này đi, cái này các bạn xem như là một cái nút home. À, các bạn có thể gõ bất kỳ cái chữ nào vào đây và các bạn bấm chuột phải, ví dụ home đi. Ví dụ nha, bấm chuột phải, hyperlink hoàn toàn giống như cái nút vừa rồi, chọn cái tab thứ hai, slide đầu tiên. Đấy. Thì bản chất của hai cái nút này giống nhau các bạn, nút home ở trong lúc nãy chúng ta vẽ cái nút này giống nhau. Rồi, các bạn đặt câu hỏi. Phần Excel, phần Word, phần PowerPoint. Đó cũng theo cái tao chắc chắc này. Cái Đó nào em? cũng theo. Em nói, em nói rõ thầy chưa nghe em ơi. Dạ, cái câu Excel, cái câu cuối cùng á, phần sắp xếp là sắp xếp hai điều kiện cùng một lượt là mã số À, với sắp xếp em à. Ok. Sắp cái xếp là cái bảng hai điều kiện. theo mã số tăng dần theo số lượng. Đây, sắp xếp thì đầu tiên nè, xác định nè, chúng ta phải bôi đen cái tên tường này nè nha. Có nhiều bạn quen sắp xếp như thế này, họ sắp xếp theo mã số, chúng ta quét một cái này chúng ta sắp xếp rồi nó chạy đảo liền, cái này nó không đi liền với cái này là sai nè, không đi liền với nhân hàng là sai, cho nên chúng ta phải quét trong cái phần data. Các bạn chọn sort, trong sort này chúng ta chọn là mã số, mã hàng theo thứ tự alphabet từ A tới Z. Thêm một cái tiêu chí nữa, S level theo số tiền hay là cái gì đây, tăng dần theo số lượng. Rồi thế thì chỗ này chúng ta chọn số lượng nhân với số tiền, chúng ta chỉ có hai kiểu thôi các bạn, từ nhỏ tới lớn, từ lớn về nhỏ, thấy chưa? Đấy, chúng ta chọn thế là xong. À, còn nếu bạn nào mà làm kỹ hơn thì quan tâm tới cái nút này, còn cảm thấy chỗ này không có thôi mặc định nó là nó tự hiểu chỗ này trong trường hợp nào mới sử dụng cái này, đó là khi mà chúng ta sẽ bị gộp, ví dụ như hai cái này nó gộp nhau thì chúng ta không sắp xếp được cột này, cũng không sắp xếp cột này vì nó không hiểu. À, thế thì chúng ta chỉ bôi đen cái đoạn này thôi và sau đó chúng ta sẽ sắp xếp. Thì đương nhiên chúng ta không để cái này, chúng ta để cái này nó sẽ sai, nó hiểu rằng là cái hàng đầu tiên này sẽ là làm cái hàng tên trường nên chạy không đúng. À, chúng ta bỏ đi, ví dụ như thế. Nhưng mà trong đề cơ bản thì cũng có nhiều thời gian người ta cũng làm dễ thôi, bỏ đi các bạn. Không gì Ủa nè, nói đi em. cho em hỏi, để em xem màn hình nha thầy. Rồi cứ từ từ hỏi thôi. À, dạ thầy ơi, thầy thấy màn hình của em chưa thầy? Đấy rồi em. Em muốn hỏi chỗ thống kê sĩ lẻ, em do em chưa hiểu rõ về hàm sum if cho lắm. Rồi. Bây giờ hỏi hỏi như thế nào? Dạ, hỏi như thế nào? Hỏi là hình như hỏi là thống kê số tiền mà những cái đơn hàng là nôi điện đó thôi, của những đơn hàng nôi điện và của những đơn hàng xe ăn bột. À, thống kê cái số tiền bán được những cái loại hàng là
nạp điện và bắn lẻ phải không em, và bắn sỉ hay là bắn Điện. lẻ đúng không? Nói chung Điện. là nó phân thêm cái điều kiện nữa. À, cái này thì nó có hai điều kiện. À, hai điều kiện thì tương ứng nó phải là em dùng sum fx, em gõ sum fx đi, gõ gõ sum fx đi, thầy thầy nói cho bằng sum fx bằng sum fx, sum fx đó. Thế thì bây giờ mình thấy nè, ví dụ mình làm hai điều kiện này thì sum range là cái gì? Theo em thì em xác định là ví dụ như câu hỏi vừa nãy em đặt đó, thì sum range nó là cái gì? Thống kê cái gì ở đây? Thống kê số tiền đúng không? Tên hàng thôi. Thống kê đây là thống kê số tiền, cho nên là sum range là số tiền. Số tiền. Phải quét cái cột số tiền. Số tiền đâu? Đấy, đây nè. Đó, đúng rồi. Kéo xuống. Cố định nó lại. F4. Rồi. Phải, chấm phải. Cái điều kiện thứ tiếp theo nè, cái tham số thứ hai là criteria range 1, có nghĩa là cái điều kiện của cái vùng thứ nhất. Điều kiện của vùng thứ nhất của mình đó là bán đối với hàng đó là hàng gì? Và nồi điện. Nồi điện. Rồi, thì quét cái cột nào chứa nhiều cái tên, trong đó có tên nồi điện. Xe hơi tự động nồi điện gì đó đấy, kéo xuống. Các cần phải phải cố F4 mấy? định. À, đã quét thì phải cố định, nói chung cái vùng thì phải cố định. Rồi, phải, chấm phải, xin lỗi. Rồi, đây nè. Điều kiện. Cái điều kiện ở đây là cái vùng chứa điều kiện, thì bây giờ điều kiện này là gì? Điều kiện là Là nồi cơm điện, nồi điện. Bởi vì mình đang đi tìm cái mặt hàng bán cho nồi điện đúng không? Mình một là mình chỉ định cho nồi điện, hai là mình không 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 nên chỉ vào đó. Không nên chỉ vào đó, mà nếu em đã chỉ á, thì em chỉ vào ở dưới đây nè, cái bảng thứ hai em nè. Bảng thứ hai đây, chỗ nồi điện. Và phải F4. tại sao vậy thầy? Đấy, rồi. Bởi vì á, cái bảng này á, là cái bảng dữ liệu động. Em sắp xếp trong này nó có nhiều câu chứ không phải chỉ có câu này, em sắp xếp, em sau này em sắp xếp em tổ chức, và trong thực tế cũng như thế, em sẽ thay đổi cái này. Khi em thay đổi thì cái địa chỉ này nó không chứa cái đầu điện này mà nó chạy, còn cái bảng dữ liệu này là cái bảng cố định, cho nên mình tham chiếu, rồi mình tham chiếu đúng cái bảng cố định. À, Dạ. tập cho nó quen. À, chứ còn tất nhiên khi mình ở đây mình không không tác động thay đổi thì nó đúng. À, hoặc là có thể là chỗ nào mình mở ngoặc kép mình ghi chữ nồi điện vô đây. À, cách nào cũng được. Tiếp tục, cái điều kiện thứ hai đó là gì? Chỉ là những mặt hàng mà bán, những cái đơn hàng mà bán sỉ thôi, còn bán lẻ là không quan tâm. Thế thì chúng ta đi tìm cột nào chứa đựng sỉ và lẻ. Đó. Sỉ và lẻ là chỗ nào? Không. Sỉ lẻ ở đâu? Ở đâu? Ở trong này có chỗ nào sỉ lẻ? À, thế thì bây giờ chúng ta phải xác định nè, phải có một cái cột chứa đựng cái đơn nào là sỉ, đơn nào là lẻ, đúng không? Nếu mà cái điều kiện họ cho như thế thì em phải là tương ứng với cái hàng ở trên này nè, tương ứng với cái bảng này nè, mình phải có một cái cột sỉ lẻ phải thêm vào. Muốn xác định bán sỉ hay bán lẻ thì phải có cái điều kiện gì chứ, không? Đó là cái cột chứa đựng cái sỉ hay lẻ, sau đó chúng ta thêm chữ sỉ lẻ. À, thì nó ra được. Tên hàng bán, thống kê cái tiền cho cái nồi cơm điện là được rồi đó. Tới đó là em dừng, tới đó ví dụ em đóng ngoặc đi, tới đó là em đã cũng đã ra được cái kết quả rồi nha. Em đóng ngoặc, bỏ cái dấu phải, chấm phải cuối cùng, rồi em đóng ngoặc enter. Nó sẽ ra đây, đó là gì? Tổng số tiền của tất cả những cái đơn hàng mà bán nồi điện. Hay nếu em kéo xuống thì nó dựa trên nó dựa trên cái ô mà em cố định lúc nãy đó, nó sẽ ra. Nhưng mà khi kéo xuống đây thì nó sẽ là gì ạ? Nó không có, nó không 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 chạy được, phải nó phải nằm ở trong một cái bảng thứ tự nào đúng. À, còn bây giờ tiếp tục cái điều kiện thứ hai đó là điều kiện về bác sĩ. Bán sỉ bán lẻ ở đây trong cái cột này mình đâu biết cái nào bán sỉ bán lẻ này nè,
cái cọc thành tiền này, thống kê mà giá sỉ giá lẻ thì được, đúng không? Nhiều lúc cái câu hỏi của cái đề nó phải khớp, tức là cái dữ liệu nó khớp với lại yêu cầu câu hỏi đó. Nói chung là hai điều kiện đó lên thì chúng ta dùng Summit ấy thôi ấy. Có đúng em, có đúng họ hỏi như thế không? Tức là em hiểu bản chất là đầu tiên là mình muốn thống kê cái gì, mình quét cái cọc chứa đựng cái tên đó, và sau đó mình chỉ định cái tên đó, nó sẽ ra được kết quả. Thầy có cách nào để thầy có thể sửa cái bài của em trực tiếp lên hay là em gửi file cho thầy, tại vì bây giờ em không có log kịp với thầy Không có lót để kịp. em có thể Nhưng mà gửi đi, được. em đang làm cái bài này, dữ liệu này thì em phải có cái yêu cầu cụ thể của cái này thì thầy mới biết được cái yêu cầu, tức là họ hỏi cái gì. Em có cái yêu cầu của cái bài này không? Dạ thầy chờ em một xíu được không thầy, Ok, giờ giờ xíu nữa em sẽ chia sẻ lại sau mail đi hỏi em. với thầy. Thôi được rồi, em nếu nếu mà ví dụ như mà em chưa rõ cần thì em gửi mail đi, thầy ấy thầy trợ cho. Dạ em cảm ơn thầy. Zalo cũng được các bạn, để thầy lắc ra thầy đưa cái số Zalo cho bạn nào cần, thì có thể nếu từ đây đến cuối tuần mà có cái chỗ nào mà làm trong quá trình làm cần hỏi thì cứ hết hỏi nhé. Ok. Các bạn khác tiếp tục hỏi đi các bạn. Thời gian còn lại để dành cho các bạn đấy. Không 905 188 171 à. Bạn nào mà trong quá trình làm từ nay đến cuối tuần mà chúng ta gặp phải cái bài nào đó mà bây giờ chúng ta chưa có lớp kịp, chưa có gặp mà chúng ta nhớ chưa nhớ ra, thì các bạn gặp phải các bạn có thể kết nối Zalo hỏi thầy nha. Okay, các bạn nào cần thì các bạn lưu lại số của thầy. Rồi mời tiếp tục. Có bạn nào có cái đề nào khác không? Giống như bạn vừa rồi đó. Có cái đề nào thực ra cơ bản là thi cơ bản đơn giản, tức là chúng ta làm nó cũng ít có dùng đấy. Apex, nhưng mà các bạn cần các bạn cứ hỏi bình thường. Có đề gì khác không? Lướt lướt vài cái đề thôi. Các bạn có gặp cái đề này chưa? Có làm chưa? Hoàn toàn cũng giống ha. Đơn giá là một, đơn giá là hai, đơn giá hai hai dạng khác nhau, tên tuổi lái xe thôi. Câu hỏi thì không có vấn đề gì. Lượt qua nhé, các bạn cứ cứ tiếp tục, các bạn xem rồi các bạn hỏi đi. Wow, các bạn xem này còn dễ nữa. Bôi mà khó, buộc mà khó thì xem nó dễ. Ừ, đúng rồi, dựa vào mã xác định sỉ lẻ. Xác định sỉ và lẻ. Đâu rồi sỉ à, hồi nãy bằng bằng. Tức là trong trong cái mã số nó có sỉ lẻ thì nó phải có câu hỏi tương quan. À, nếu đúng mà bạn giống giống như bạn mới 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 nhắn vừa rồi, tức là có nghĩa là trong cái
câu hỏi là nó sẽ cái mã số nó sẽ có sĩ lẻ mà chúng ta tương ứng thì nó sẽ có gì ạ? Nó sẽ có thêm một cái cọc, tự động chúng ta thêm một cọc và sau đó chúng ta dựa vào cái mã đó chúng ta lấy ra cái đơn hàng đó là bán sỉ hay bán lẻ hả? Và không là chúng ta cũng có thể là dùng cái từ dùng cái hàm and à. Nhầm, and là gián tiếp à. Có bài nào gặp hàm and thầy giải thích cho các bạn. Con này tính điểm. Các bạn có gặp phải cái đề này không? Các bạn mã ưu tiên dùng số chứ không dùng căn cứ vào cái số này chứ không căn cứ vào ký tự. Căn cứ vào số chứ không căn cứ vào ký tự. Đối với trường hợp mà dùng số này các bạn phải nhớ là chúng ta dùng thêm cái hàm value nhá, value à, không gặp cái dạng này để thầy coi cái đề khác nó cái dạng thầy sẽ nói những cái lưu ý mà khi mà dùng cái hàm value. Số 4. Còn mấy cái đề đơn giản thôi, cùng dạng hết, không có câu nào đặc biệt. Hỏi đi các bạn. Ví dụ như là cái đề xem là đi à, chúng ta dụng cái thống kê như trường hợp hồi nãy bạn có nói, tức là chúng ta sử dụng cái thống kê bằng cách là chúng ta không có cái cột trực tiếp ở đây này thì chúng ta sẽ dùng cái hàm mà and, ví dụ ở đây mã số này thay vì á, ví dụ như thống kê này các bạn nhé, bằng summit hoặc là summit như nhau thôi. Ta có range là hồi nãy chúng ta quét cái này rồi, sau đó chúng ta so sánh với cái này thì dễ rồi, sau đó sum range này chúng ta quét. Nhưng bây giờ trong trường hợp cái đề khó hơn một tí
là nó cho chúng ta so sánh ký tự này này, bước cái này chứ nó không có cái cột này, không có cột này mà nó chỉ dựa trên cái mã số này này. Thì chúng ta phải làm gì? Bây giờ chúng ta quét cái cột này có được hay không? À, thứ nhất là cái cột này nó có chứa ký tự này chứ nó không phải chứa toàn bộ các cái ký tự, bởi sao khớp bên này là một, bên này là ba ký tự, thì chúng ta cũng sẽ có một cách là chúng ta sẽ điều chỉnh cái điều kiện này. Đấy, điều kiện này là gì? Cái ô chứa đựng cái chữ này. Sau đó chúng ta end. Ở đây chúng ta có cái hàm này gọi là cái hàm nối chuỗi. À, concatenation là hàm nối chuỗi. À, chúng ta dùng cái hàm viết tắt của chữ end này. Chúng ta cộng với cái gì? Ở đây sẽ cộng với một cái chuỗi nữa. Ví dụ như đây là chúng ta chọn 01. Thì ngay lập tức chỗ nào mà có cái chữ T này 01 nó sẽ hiểu. À, nhưng ở đây nó có 01, 02, 0N rất là nhiều thì chúng ta không thể nào mà chúng ta đi sửa từng cái lệnh. À, do đó ở đây chúng ta sẽ cộng với một ký tự đặc biệt, đó là ký tự sao. Thầy giải thích cái chỗ này xí nha. Một thành phần ký tự ở trong cái chuỗi này hoặc là bất kỳ ký tự này cộng với những cái ký tự còn lại liên tiếp nhau, cái dấu sao này được gọi là n ký tự nối liền với là ký tự đầu tiên này. Đấy, thì bất kỳ cái số nào phía sau này có dài mấy đây nữa chúng ta vẫn xác định được là có được cái ký tự này thôi, còn phía sau này là nó sẽ không quan tâm, đúng không? Thì nó sẽ thống kê. Đây là cách thức mà chúng ta không có được cái cột giống như trường hợp của bạn lúc nãy. Và cuối cùng chúng ta cũng chọn sumren, chúng ta đi tính tiền. Đấy. Chúng ta cũng ra được kết quả tương tự ở đây. Base cũng như thế thôi, hai điều kiện ổn rồi và cộng với cái điều kiện kia thôi. Để cho các bạn thêm cái option nữa các bạn thử. Hai kết quả này giống nhau các bạn này, bằng hai công thức khác nhau. Đúng không? Một cái là chúng ta xử lý cái nối chuỗi cho cái điều kiện, thứ hai là chúng ta quét trực tiếp cái cột chứa đựng điều kiện trực tiếp, còn cái này là gọi là điều kiện gián tiếp. Dùng n là trong trường hợp này đây. Hỏi đi các bạn. Các bạn có cái đề nào, có cái đề nào mà nó có câu hỏi cho cụ thể, bởi vì nhiều lúc các bạn đưa ra cái bài nhưng mà nó có cái yêu cầu cụ thể ha, hoặc là chúng ta xác định được cái mà chúng ta muốn tính toán. Chúng ta sẽ thực hiện cho dễ. Nói chung cái phần thực hành nó thì nó không quá khó, mà chủ yếu là làm kịp hay không thôi, làm nhanh chính xác. Đôi lúc mình làm ra kết quả nhưng mà nó vẫn thiếu một cái gì đó, cái điểm của mình nó chỉ có 50% thôi, rất là tiếc. Alo các bạn, đâu rồi?
Mà các bạn nè, các bạn đang thực hành các cái đề nào nữa các bạn? Xem thử có cái chỗ nào cần trao đổi không? Mời bạn Tô Ngọc Thắm. Alo, mời bạn Tô Ngọc Thắm. Mời các bạn Nguyễn Thị Thu Thảo, Vũ Thành Phong, dạ em không có gì để hỏi ạ, em làm như gương bài gái của thầy kêu ạ. à, em ơi có làm thêm mấy cái đề khác không? Mấy cái đề Dạ nào không ạ, em làm theo đề của thầy thôi ạ. thế à, ok rồi thì thầy nghĩ là cũng không mấy cái dạng này nó cũng theo nhau, các bạn hiểu được các bản chất thôi. Rồi các bạn khác thì sao ạ? Chỗ nào mà cảm thấy ví dụ như là phần bao boy mà mình cảm thấy mình chưa làm nó hơi chậm thì các bạn phải tập trung thêm nha, thực hành thêm cái phần bao boy. Lý thuyết thì học có ổn không các bạn? Như Hoàng. Alo, mời bạn Như Hoàng. Dạ lý thuyết em đang ôn thầy. Đang ông lý thuyết, còn thực hành là ok rồi em à. Dạ thực hành ok rồi thầy. Nói chung là 60 phút, nếu mà các bạn làm tốt thì 60 phút nó quá nhiều ha. Nhưng mà cố gắng là làm cao chút, cái điểm nó cao một tí các bạn nha. Rồi, cảm ơn em. Trần Mỹ Duyên. Có cái bài tập nào khác để hỏi không? Giống như bạn hồi nãy á. Thầy quý có cho thêm mấy cái đề nào cho các bạn để các bạn làm. Để thầy ví dụ một cái trường hợp Excel nha, ví dụ đây đây đi. Chúng ta có cái mã số như thế này nè. Ví dụ ở đây chúng ta chưa có cột số lượng. Đây các bạn để ý nè. Ở trong trường hợp này á thì cái mã hàng này nó chứa đựng cái số lượng. Nó chứa đựng cái số lượng. Và cái mã của một cái nhãn hiệu nào đấy, cái mã của một cái loại hàng nào đấy, thì ở đây người ta yêu cầu chúng ta là xác định cái số lượng bằng cách là chúng ta lấy ra từ cái mã này, đúng không? Thì chúng ta sử dụng cái hàm mix, bởi vì không phải nằm ở đầu, không phải nằm ở cuối, thì chúng ta sử dụng hàm mix tách lấy trong cái chuỗi này. Ký tự bắt đầu chúng ta sẽ lấy là B là 1, 0 là 2, và có hai ký tự. Khi chúng ta trích ra từ đây thì cái con số 03 này nó chỉ là một cái gọi là gì, chữ số thôi, đó là một ký tự số chứ không phải là một cái giá trị các bạn nha. Nếu các bạn trích ra như thế này thì các bạn cũng chỉ có được một nửa điểm thôi, hoặc thậm chí là không có điểm. Do đó chúng ta phải thêm một cái hàm phía trước này, đó là hàm value, chuyển đổi cái giá trị nè, ký tự này sang giá trị tự động nó ngoặc, ký tự 03 chuyển thành giá trị 3, lúc đó cái chỗ này nó mới chính xác, đúng không? Gặp cái đề mà có cao như thế này thì các bạn cũng lưu ý là chúng ta phải thêm cái này.
có cái dạng như đây hả? Ừ. Mã số này đều có chứa các cái ký tự mà chúng ta nhìn vào là chúng ta thấy liền cái sự tương quan giữa các cái bảng dữ liệu, bảng số liệu. Còn gì nữa? Lớn thì các cái đề nó cũng giống nhau, sử dụng hàm if, hàm v lookup, path lookup, hàm let, price, hàm and, hàm or. Bạn nào mới sale mà chưa chưa quen lắm thì các bạn đọc lại cái slide nha. Trong slide đó thì các bạn sẽ thấy được cái phần slide bao gồm nó nhóm các cái nhóm hàm nó lại. Ví dụ rất là cụ thể. Đây cũng là tham chiếu và dùng hàm if kết hợp với hàm vlookup lookup, đúng không ạ? Các cái điều kiện này sử dụng nhiều hàm if lồng nhau, dụng nhiều hàm if lồng nhau à. Đây nó có cái trường hợp là cái điều kiện à, cái mã số so sánh này để tìm được cái tay nó nằm ở phía dưới này chứ nó không nằm trực tiếp thì chúng ta chỉ có đếm à, chúng ta phải quét và quét phủ hết cái hàng hoặc cái cột chứa đựng à. Đối với câu tay sản phẩm này thì chúng ta sẽ đếm 1 2 3 và 4 nha à, khác nhau ở cái điểm này thôi. Cho mà nhiều bạn thấy nó nằm phía dưới này là chúng ta sẽ không có bắt hết là không được, nó không đúng. Cái đề số 5 nó có cái gì khác không? Thời gian. À, cái này nó khác một tí. Biết các bạn có làm cái đề này không? Đối với phần Excel của đề này, một cái PowerPoint thì nó không có khó, nhưng mà phần Excel ở trong này này, thành tiền bằng đơn giá nhân với trọng tải. Các bạn thấy không? Tính trọng tải thì căn cứ vào hai ký tự đầu của số xe và tra cứu ở bảng bảng 3. Ở đây các bạn thấy không ạ? Ví dụ như cái bài một cái gặp các bạn gặp một cái đề mà dạng tính cước như thế này thì cái ngày đến và ngày đi này là hai cái ngày này từ nhau là nó sẽ ra được cái khoảng thời gian thôi. Đã. Trong trường hợp thực tế nếu mà hai cái này nó không cùng định dạng thì chúng ta trừ nó sẽ ra cái số nó sai. Thì các bạn chỉ có việc là bôi đen điều chỉnh. Tất nhiên là đề thì đa số là đề người ta đã đồng nhất hết rồi. Đã. Ví dụ hai cái này chúng ta phải cùng một cái kiểu quy định đó là
kiểu ngày, bạn cùng một kiểu ngày. Chứ cái này á, là ngày trước tháng sau, cái này là tháng trước ngày sau, là chúng ta trừ nó cũng sai. À, đôi lúc chúng ta để ý cái đó. Rồi cái trọng tải ở đây nó có công thức luôn này, nó luôn cái trọng tải này. Trọng tải là cái gì, xem cái đề trước. Để tính trọng tải chúng ta căn cứ vào hai ký tự đầu của mã số xe và tra cứu bảng 3. Thì trong này chúng ta có hai ký tự đầu của mã số xe là nằm ở đây. Đây, các bạn thấy không ạ? Này, nằm ở đây. Và cái số xe này nó nằm ở đây. Trong một chuỗi cái số xe này thì nó có hai cái tự đầu này, gọi là cái số tắt đưa xuống như này. À, để chúng ta lấy được cái giá trị trọng tải này nè, chúng ta đưa lên trên này nè. Thì chúng ta phải căn cứ vào cái này. À, với một trong ba cái số này. Và đương nhiên ở đây chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP tới đây, các bạn thấy không ạ? VLOOKUP tới đây. Đấy. Nhưng hai ký tự đầu tiên này chúng ta sử dụng hàm let, chúng ta tách ra thì chúng ta phải thêm hàm value, giống như trường hợp nãy thầy có nói. Vì sao và value? Vì nếu mà chúng ta không để value thì hai cái này nó không hiểu nhau, nó không cùng định dạng, nó không hiểu nhau. Cái này là ký tự, cái này là giá trị, nên chúng ta đưa cái value vào để tự động, để đồng nhất hai cái này là một, thậm chí nó hiểu nhau. Tương tự các cái số dưới này cũng hiểu nhau cùng một loại, thì nó sẽ ra được qua lấy được các cái giá trị trọng tải tương ứng đưa lên trên này. Đấy, các cái cao còn lại thì chỉ có việc so sánh thôi. Chúng ta có cái giá trị trọng tải là chúng ta so sánh. Này có một tí khác biệt ở cái chỗ so sánh định dạng ký tự và giá trị. Ok, các bạn còn câu hỏi nào không ạ? À? Đâu rồi, không không thấy các bạn trao đổi gì. Thấy bạn nào nhắc hỏi. Vô thi thì các bạn cũng nên lưu ý một cái điểm là chúng ta phải tạo cho đúng cái số danh của mình. Thứ hai là chúng ta nhớ cái vị trí mà chúng ta đặt copy cái đề này xuống, chúng ta lưu để khi mà chúng ta trỏ cái hình này tìm cho nó nhanh, nó không mất thời gian. Đặc biệt là cái lần đầu tiên khi mà chúng ta tìm cái hình này, chúng ta đưa vào PowerPoint hoặc là chúng ta chèn một cái đối tượng nào đấy nằm ở trong cái dữ liệu cho phép. Một cái điểm lưu ý nữa là gì? Khi mà chúng ta nộp bài thì chúng ta phải phải lưu, chứ đừng có minimize cái file đang thực hành xuống dưới mà chưa lưu, sau đó rồi kéo cái file này thả lên trên cái bốc nộp bài cũng được. Chỉ định cái file thì nó cũng sẽ không đủ cái định dạng. Đối với cái phần Word á, nếu mà cái mẫu nào mà nó không có cái mẫu mà nó không có đây, ví dụ như cái phông này, cái phông nó khác biệt, thì chúng ta phải ngay cái bước đầu tiên chúng ta đồng nhất, chúng ta chuyển nó về phông Times New Roman, mặc dù người ta không hỏi, không yêu cầu, nhưng mà trong thực tế thì chúng ta phải đưa về cái phông, thứ nhất là phông Unicode chuẩn và thứ hai nữa là cái phông phổ dụng. Ta đưa hết về vì cái đề nhìn vô chúng ta cũng thấy nó là định dạng phông Times New Roman. Đó, cái bước những cái bước nhỏ như thế là nó sẽ làm cho cái điểm chúng ta nó cao hơn. Chứ còn nếu mà các bạn định dạng được nhưng mà chúng ta không có để ý tới những cái là thì cái điểm chúng ta nó cũng sẽ không cao ổn. Còn về cái bảng thì các bạn sẽ tùy theo cái cấu trúc của cái mẫu đề cũng như tùy theo cái dữ liệu mà người ta cho để chúng ta có thể thiết lập cái bảng, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng quét hết toàn bộ những cái dòng người ta để trong này. Chúng ta đếm và chúng ta xem thử cấu trúc của cái dòng đầu tiên là nó khác nhau thì chúng ta để nó lại, chúng ta chèn một hàng hoặc một cột, chúng ta copy cái này chúng ta đưa riêng ra, chúng ta gộp lại đưa riêng. Chứ còn nếu các bạn mà chèn chung vô nó sẽ nhảy tự động, nó đãi cấu trúc của cái dữ liệu này nó không đúng.
chúng ta sẽ mất thời gian điều chỉnh lại. Đó là những cái thấy trước là cơ bản ở trong cái phần chúng ta cũng cũng phải quan sát, nó không phải khó nhưng mà chúng ta không để ý là chúng ta sẽ mất thời gian. Còn cái sale thì chúng ta cũng nói nhiều rồi, đúng không ạ? Bao bò thì chủ yếu là chúng ta có làm hết giờ đi nữa chúng ta cũng cố gắng. À còn lại cái phần đồ thị thì cũng phải đồ thị khá đơn giản, chúng ta cố gắng là đưa cái thông số này lên trên này cho nó đầy đủ và di chuyển cái đối tượng đồ thị nó nằm ở một cái vị trí phù hợp nha. Chúng ta không có để án ngữ như thế này, người ta mở ra người ta chấm người ta cũng không 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 có cảm tình. Bao thì cố gắng là thiết kế nhanh đơn giản, có sản phẩm, từ sản phẩm rồi chúng ta trả lời câu hỏi. Mặc dù là có hết giờ nữa chúng ta cũng đọc các cái yêu cầu của bao bò và tiết chọn, bởi vì cái việc mà thiết kế rất là mất thời gian nhưng mà điểm nó rất là thấp, trong khi chúng ta trả lời mỗi câu hỏi này nó cũng là không phải gần 0,75 điểm rồi. Mà các bạn có đang thực hành cái phần nào không ạ? À? Phần lý thuyết thì sao, có câu hỏi nào không? Mời bạn Thanh Hải, Thái thì Thanh Hải. Mời bạn Nguyễn Thị Hảo. Cái gì ta đổi không em? Nguyễn Bằng Hiếu. Chắc là ok hết rồi ha. Rồi nếu các bạn mà không có câu hỏi nữa thôi chúng ta nghỉ. Rồi có cái gì cần từ đây tới cuối tuần mà có cái chỗ nào cần thì các bạn cứ nhắn thầy hỗ trợ. Còn lại thì các bạn cố gắng các bạn xem lại các cái đề, những cái đề để chúng ta làm cho nó nhanh, phần nào còn chưa rõ nhanh thời gian còn lại thì các bạn tập trung các bạn học phần lý thuyết. Ok các bạn nhé, nghĩ được chưa? Thầy quý có giận gì không thầy quý ơi? Không có thì chúng ta nghỉ, chúc các bạn thi tốt. Ok. Chào các bạn nha. Dạ chào thầy. À vâng, xin chào các bạn.